Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me and I will always stand by you. Bé Tí xin chào đón quý vị trở lại với chương trình của Bé Tí ngày hôm nay. Xin chào đón quý vị trở lại với Việt TV Network cũng như là Sài Gòn News TV cũng như là YouTube channel của Bé Tí. Và đặc biệt là 1480 AM và 1560 AM Radio Talk Show. Để trở lại chương trình ngày hôm nay thì Bé Tí đặc biệt mời quý vị theo dõi một hiện tượng 49 năm nay và lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ, lần đầu tiên xuất hiện ở những cái buổi rally vận động bầu cử cho một vị tổng thống. Và đặc biệt là một vị tổng thống vĩ đại nhất, đó chính là Tổng thống Donald J. Trump. Quý vị, Bé Tí rất là vinh dự được mời để mà phát biểu ở buổi rally. Quý vị biết rằng là mỗi cộng đồng á sẽ có một cái message riêng. Mỗi cộng đồng, mặc dù á, cái lý do chính chung á là tị nạn cộng sản, nhưng mà Việt Nam mình thì đặc biệt hơn. Người Mỹ gốc Việt chúng ta ở đây 49 năm, lần đầu tiên những tà áo dài được tung bay trong buổi rally và cái buổi phát biểu như vậy. Nếu như mà Bé Tí có nói sai thì quý vị có thể email về betichannel@gmail.com để góp ý. Nhưng mà thật sự thì Bé Tí chưa thấy một cái chương trình nào có người Mỹ gốc Việt đại diện lên để chia sẻ message của cộng đồng chúng ta đến với tất cả. Quý vị biết rằng là ở mỗi cái buổi rally của Tổng thống Trump thì hầu như là cả 100,000 người theo dõi. Trong đó không chỉ riêng người Mỹ gốc Việt của mình tham gia mà có rất nhiều cộng đồng bạn. Cho nên cái việc mà người Việt mình xuất hiện ở buổi rally đó quý vị, Bé Tí rất là hạnh phúc, Bé Tí rất là vui. Kể cả mình đưa được cái tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt mình đến với mọi người. Và đặc biệt là góp được chút sức mọn để ủng hộ cho Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Và sau đây là 9 phút 11 giây có. Bé Tí, cái buổi nói chuyện Bé Tí nó rất là chậm. Cho nên Bé Tí nghĩ quý vị sẽ hiểu. Quý vị nghe, quý vị sẽ hiểu Bé Tí nói gì, mặc dầu tôi là ESL. Nha. Nhưng mà mời quý vị enjoy 9 phút này, 9 phút mà tôi thấy là tôi hạnh phúc nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Chair of Vietnamese Americans for America First, Betty Bai Nguyen. Organization.
very wonderful son. His name is Kyle. And above of all, I am a patriot who always respect the value of American. America first policy and fight for the freedom, and I'm also an anti-communist. We are currently living in a very hard, difficult economic situation. We have one of the worst sitting presidents and vice president right now. If you want to know how bad economy is, you should ask a person who have to go to grocery store and prepare meal for your family every day. And we are facing so many issues right now. Grocery are up to 21.3%. Rent is up to 21.5%. The price of a gallon of gas has been above $3 for 1,150 days in a row. Electricity is up to 31.6%. And car insurance has increased 52.9%. Under Joe Biden and Kamala Harris administration, inflation has been above 3% for 39 straight months. And guess what? Joe Biden and Kamala Harris has spent the rest of their 3.5 years created this mess. America used to be affordable under President Donald J. Trump administration. And the fact is, Kamala Harris does not know how to fix it. And she will never bother fixing it. If you want to know how bad the communist is, you need to ask people who has escaped from a communist country. Many Vietnamese Americans are afraid of the communism. Many Vietnamese Americans were boat people. I left Vietnam, a communist country, and came to America 33 years ago, living in California, a beautiful state of America. However, Democrat Party, and especially Biden and Kamala Harris, plus Gavin Newsom, they destroyed this beautiful state. They destroyed this safety state. We cannot have a safe house without walls. And of course, we cannot have the safe country without a secure border. Over 9.9 million illegal immigrants have crossed the border since Biden and Harris took the office. Illegal crossing under Harris leadership have averaged roughly 200,000 per month. Kamala Harris does not know how to fix it. She supporters are, and she will never bother fixing it. As a legal immigrant, I value American dream. I appreciate great opportunities this country has given to us. And when we value something, we must love it. We don't want to break American rules. We don't want to break American dreams. We must respect the rules, and we follow the process. You know what? I have to spend more than 10 years to gain legal status to come to America. And guess what? America loves immigrants. Our founding father
gentlemen, we should not cast our vote based on gender or race, but we should cast our vote based on ability to complete the job successfully. President Trump is the only solution. We need him now more than ever. We used to have a wonderful economy under President Trump administration. We used to have the most secure border under President Trump administration. And the world has no war under President Trump administration. Only President Trump has enough love for our children to make education good again. Only President Trump has enough love for our business owner and working class to make economy strong again. Only President Trump has enough love for our Americans to make our border safe again. And only President Trump has enough love for this country to make America great again. Thank you very much, everyone. And we are from Vietnamese American for America First. We need to vote. We need to vote. Vote for President Trump this year, 2024. Fight! 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 Thank you! Fight! 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 Thank you very much. Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me and I will always stand by you. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình và Bé Tí xin hẹn gặp lại ở những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn.